Quý vị đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và Thế giới trên kênh BTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sau. Nóng, giám sát tư pháp kiện FBI DOJ vì thông tin về bản ghi nhớ bị rò rỉ nhắm vào người công giáo. Trump đặc biệt danh mới cho Joe Biden và Hillary là Joe Biden, Hillary gian dối. Kế hoạch khởi động cuộc điều tra quy mô toàn diện đối với 85.000 trẻ em nhập cư mất tích dưới sự giám sát của Joe Biden. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Catholic Vote và Judicial Watch đã để đơn kiện Cục Điều tra Liên bang FBI và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ DOJ vào thứ Năm, yêu cầu họ tuân thủ các yêu cầu về hồ sơ liên quan đến các hành động của cơ quan nhắm vào người công giáo vào tháng 2, một bản ghi nhớ bị rò rỉ hiện đã được rút lại từ văn phòng FBI Richmond Field cho thấy văn phòng này đang nhắm mục tiêu vào người công giáo và đã sử dụng thông tin từ Trung tâm Luật Đói Nghèo Miền Nam cực tả để hướng dẫn việc soạn thảo bản ghi nhớ. Như Breitbart News đã đưa tin, bản ghi nhớ cho thấy văn phòng Richmond đã phát hiện ra rằng sự quan tâm của những kẻ cực đoan bạo lực đối với hệ tư tưởng công giáo truyền thống cấp tiến đang gia tăng và do đó tạo cơ hội cho FBI căn dự vào một số nhà thờ nhất định trong nỗ lực kích động. Sự lãnh đạo của các nhà thờ vào việc phục vụ như những tay bài trừng của FBI, những người sẽ hoạt động như những người cung cấp thông tin không chính thức cho FBI. Catholic Ford đã gửi các yêu cầu theo đạo luật tự do thông tin FOIA tới cả FBI và DOJ vào ngày 8 tháng 3 năm 2023 nhằm tìm kiếm quyền truy cập vào các hồ sơ liên quan đến người Công giáo và các chủ đề khác liên quan đến bản ghi nhớ bị rò rỉ. Catholic Vote cho biết trong một thông cáo báo chí, mặc dù các quy định của FOIA yêu cầu các cơ quan phản hồi trong vòng 20 ngày làm việc, cộng thêm 10 ngày đối với các trường hợp bất thường, hơn một tháng đã trôi qua và cho đến nay, FBI và DOJ đã không đưa ra các hồ sơ được yêu cầu hoặc thậm chí là không liên lạc được liệu họ có kế hoạch tuân thủ theo các yêu cầu. Vụ kiện được đề trình lên tòa án quận Hoa Kỳ cho quận Columbia, yêu cầu tòa án ra lệnh cho các cơ quan tiến hành tìm kiếm và xuất trình bất kỳ hồ sơ không được miễn trừ nào liên quan đến yêu cầu của FOIA của họ. Chủ tịch Brian Brock của Công giáo Bầu cử cho biết trong một tuyên bố, các cơ quan chính phủ được trang bị vũ khí và tham nhũng của chúng ta đã thể hiện một kiểu khinh thường công lý và pháp quyền bằng cách ưu tiên tư tưởng đảng phái và các chương trình nghị sự hơn là bảo vệ người dân Mỹ, đặc biệt là những người mà họ bất đồng về chính trị. Chúng tôi đang yêu cầu sự minh bạch từ chính phủ của chúng ta và quyết tâm khám phá ra mức độ cố chấp chống công giáo của chúng ta. Chủ tịch Tom Fitton của Tổ chức Giám sát Tư pháp cho biết, trong một cuộc tấn công trắng trợn vào tu chính án thứ nhất và những người theo đạo cơ đốc, FBI của Biden đã lên kế hoạch coi người công giáo như những kẻ khủng bố tiềm năng và theo dõi họ trong nhà thờ của họ. Và bây giờ, như vụ kiện FOIA mới của chúng ta cho thấy, FBI và Bộ Tư pháp đang cố gắng che đậy dấu vết của họ bằng cách che giấu các tài liệu về vụ bê bối đang gia tăng này. Cựu Tổng thống Donald Trump mới đây đã công bố tại New Hampshire, biệt danh mới của ông dành cho cụ Biden là Joe Biden gian dối và rằng ông đang gỡ bỏ biệt danh của ứng cử viên tổng thống hai lần thất bại Hillary Clinton. Trump hỏi Granite Status, đây sẽ là một thông báo quan trọng. Bạn đã sẵn sàng chưa? Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sau một trang rêu hò, Trump nói, tôi sẽ loại bỏ cái tên Crook khỏi tên của Hillary Clinton và biệt danh của bà ấy. Và tôi sẽ đặt cho bà ấy một cái tên mới. Tôi không biết, chẳng hạn như có thể là Hillary đáng yêu hoặc là Harry Larry xinh đẹp. Nhưng tôi sẽ bỏ cái tên Crook để chúng ta có thể sử dụng cái tên này cho Joe Biden. Vì từ nay về sau, anh ấy sẽ được biết đến với cái tên joe biden gian dối bạn sẽ nghĩ hôm nay hillary sẽ rất hạnh phúc cô ấy đang ăn mừng ở đâu đó vì chưa từng có ai trong lịch sử chính trị hoa kỳ quanh co và không trung thực như joe biden và báo chí nhất quyết từ chối đưa tin về điều đó tất cả những gì được đăng tải ở đó bởi vì thẳng thắn mà nói họ cũng quanh co như vậy Bình luận của ông được đưa ra sau cuộc thăm dò của Harvard Harris cho thấy hầu hết cử tri tin rằng gia đình của Biden đã nhận được hàng triệu đô la từ các nguồn có liên quan đến chính phủ Trung Quốc. Trump cũng đã chỉ trích Biden vì video thông báo chiến dịch được đóng gói sẵn của ông ấy rằng được cho là phải mất 7 lần để làm cho đúng nếu bạn muốn gọi nó là đúng. Trong khi trình bày chi tiết các khía cạnh trong nền tảng chính sách của mình, Tổng thống thứ 45 cam kết chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine với tư cách là tổng thống đắc cử. Ngay cả trước khi tôi đến phòng bầu dục, ngay sau khi tôi đắc cử tổng thống, tôi sẽ giải quyết xong cuộc chiến khủng khiếp giữa Nga và Ukraine. Ông cam kết. Sau đó nói thêm, tôi là ứng cử viên duy nhất có thể thực hiện lời hứa này. Tôi sẽ ngăn chặn chiến tranh thế giới thứ ba. Tôi hứa. Ông chỉ trích cách xử lý chiến tranh của Biden, khẳng định rằng ông không đáp ứng được dòng điều cần thiết trong một tình huống nhất định. Ông ấy quá cứng rắn, ông ấy quá mềm mỏng khi mà lẽ ra ông phải cứng rắn. Trump nói, ông ta nói những điều rất tồi tệ, khiêu khích và sau đó có thể hiện sự yếu đuối. Đó là điều điên rồ nhất. Hơn nữa, Trump gợi ý rằng số lượng thương vong trong chiến tranh vượt quá những gì đã thực sự được báo cáo. Sau sự kiện này, Trump đã gặp gỡ những người ủng hộ bên ngoài địa điểm và ký tên vào mũ áo sơ mi của họ. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa George Hawley đang kêu gọi cục điều tra liên bang FBI mở một cuộc điều tra toàn diện về tung tích của 85.000 trẻ em di cư đã được thả vào Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Biden. Nhưng mà Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh SSS đã mất mọi liên lạc. Kể từ khi Biden nhậm chức, các quan chức SSS đã mất liên lạc với khoảng 85.000 trẻ em ngoại kiều không có người đi kèm UAC được thả cho người lớn bảo lãnh sau khi đến biên giới Hoa Kỳ, Mexico. Đồng thời, các quan chức của Biden được cho là đã phớt lờ những cảnh báo rằng nhiều UAC đang kết thúc trong một đường dây buôn bán lao động phổ biến cũng như là buôn bán tình dục. Vào thứ Sáu, Holly đã viết một lá thư cho giám đốc FBI Christopher Gray thúc giục ông mở cuộc điều tra về các UAC bị mất tích cũng như là những người bảo trợ trưởng thành của họ, những người đang bắt họ làm nô lệ thời hiện đại. Holly viết, khoảng 345.000 trẻ em đã vượt biên mà không có người đi cùng kể từ đầu năm 2021. Bây giờ chúng ta biết hàng chục ngàn trẻ em này đã bị cuốn vào các hoạt động buôn lậu trẻ em và lao động trẻ em quy mô lớn. Tôi chắc rằng bạn đã xem các báo cáo gần đây trên tờ New York Times rằng SSS đã mất liên lạc với khoảng 85.000 trẻ em nhập cư. Hàng ngàn trẻ em này hiện đang là con mồi của bọn tội phạm lao động trẻ em chính quyền Biden chịu trách nhiệm về mặt đạo đức đối với số phận của họ. Ông đã gỡ bỏ các hạn chế theo tiêu đề 42 đối với trẻ em không có người đi cùng vào đầu năm 2021. Báo cáo cho thấy HSS đã nới lỏng các quy trình kiểm tra đối với các nhà tài trợ và trả đũa những người tố giác đã nêu lên những lo ngại này. Kết quả là hàng ngàn trẻ em đã bị giao cho những kẻ buôn bán nô lệ thời hiện đại. Họ bị buộc phải làm việc trong nhà máy trong những điều kiện trừng phạt họ buộc phải sản xuất phụ tùng ô tô, chế biến thịt trong các lò mổ, nhà lợp mái tôn. Họ bị từ chối thức ăn, giáo dục và đôi khi lo sợ cho cuộc sống của họ. Họ bị bạo hành tình dục. Ở một quốc gia tuyên bố coi trọng pháp quyền và bảo vệ trẻ em, điều này là vô lương tâm. Đáp lại vụ bê bối, Holly viết, FBI phải nỗ lực hết sức để xác định vị trí những đứa trẻ mất tích này và đưa ra trước công lý những tên tội phạm đang giam giữ chúng trong chế độ nô lệ thời hiện đại. Ông tiếp tục. FBI cũng phải điều tra SSS và Bộ An ninh Nội địa về vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho việc bóc lột những đứa trẻ này vi phạm pháp luật. Tuần này, trong phiên điều trần của Tiểu ban An ninh Nội địa Hạ viện do dân biểu Tom McClinton, đảng Cộng hòa chủ trì, một người tối giác của SSS đã trình bày chi tiết về cách chính phủ liên bang đóng vai trò người trung gian cho hoạt động buôn bán trẻ em trị giá hàng tỷ đô la. Người tố giác cho biết quá trình bắt đầu ở biên giới khi UIC lần đầu tiên được bắt gặp. Sau đó, họ được đưa đến nơi giam giữ của DSS trước khi được chuyển đến nơi giam giữ của SSS. Từ đó, SSS đặt UIC và các nhà tài trợ người lớn như các chuyên gia cho rằng những nhà tài trợ đó phần lớn chưa được kiểm tra. Trong một số trường hợp, các nhà tài trợ trưởng thành đã được phép nhận 10, 20, 30 hoặc là 40 UIC, người tố cáo cho biết mà không có bất kỳ lo ngại nào từ SSS. Người tố giác tiếp tục nói rằng nhiều người trong số những nhà tài trợ này là thành viên của các tổ chức tội phạm. Tôi phát hiện ra rằng trẻ em đang bị buôn bán thông qua một mạng lưới tinh vi, bắt đầu bằng việc được tuyển dụng ở quê hương của chúng, đưa lậu đến biên giới Hoa Kỳ và kết thúc khi văn phòng tái định cư người tị nạn giao một đứa trẻ cho những người bảo trợ, một số người bảo trợ là tội phạm và những kẻ buôn người và thành viên của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Biden đã tăng gấp ba lần dòng USC đến Hoa Kỳ, trùng hợp với sự bùng nổ nạn buôn bán lao động trẻ em, cũng như làm dụng và bỏ bê. Trong hai năm đầu tiên của Biden, gần 300.000 USC đã đến biên giới và được thả vào nội địa Hoa Kỳ, cùng với những người lớn bảo lãnh, chỉ một phần nhỏ trong số đó là những người bảo trợ ruột thịt của họ.